Kênh Bật Lửa Cô Độc xin chào toàn thể tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì như thường lệ thôi, vào tất cả các ngày trong tuần thứ hai đến thứ bảy em đều ra một bài về những chiếc bô và những cây đột quẹt độc lạ xưa. Thì hôm nay là thứ sáu như thường lệ thôi, em sẽ lên bài về những chiếc hộp quẹt độc lạ xưa 246357 thì em sẽ lên Jippo nha. Thì đến với kênh của em, anh nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nó đăng ký kênh để theo dõi kênh của em nha. Còn em đăng ký kênh rồi chưa, em cho em lượt like, lượt chia sẻ để tạo cho em thêm động lực em ra nhiều bài mới. Và anh em xem thì cho em được like thì cũng giúp cho em tạo thêm động lực cho em. Thì bài hôm nay là bài thứ 37C. Anh em nào muốn giao lưu thì cho em biết số bài. Nhưng mà mã số mấy trong bài, thì giả sử như anh em chọn cây này là cây số 1 thì anh em ghi là 37C trên 1 nha. Em sẽ hiểu. Rồi, thì phần phía dưới là số điện thoại của em, phần trên là giá. Còn chữ nhỏ nhỏ bên đây, chỗ chữ 37C đó là số bài nha mấy nè. Và buổi chiều thì cũng không quên, chúc anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân sau khi làm việc về. Bài hôm nay là một bài giá tương đối mềm, em cũng sale để lấy hàng mới về cho anh em chơi nha. Rồi, ok. Rồi, bài đầu tiên là cây đầu tiên là cây số 1. Một cây để bàn hình chiếc máy ảnh. Nói chung anh em nào trong nghề máy ảnh hoặc là đam mê máy ảnh thì mua cây này về sử dụng hoặc là sưu tầm. Trưng cũng khá đẹp, độc lạ. Cây này được sản xuất vào những năm 60-70 của thập kỷ trước. Cơ chế là ga đá tự động nha, anh em bấm nút này là nó nhảy lên, nó sẽ cháy nha. Nãy em bấm nó cháy đây. Tình trạng cái này là chưa qua sử dụng nha, mới hoàn toàn 100%. Tiếc cái nó không có cái bóp thôi. Đây là cái đế để anh em trưng. Rồi, mới thì hoàn hảo, thì em không có gì miêu tả thêm. Còn những cái vết này vết bụi thôi. Cái này thì giao lưu với anh em, hôm nay em sale xuống còn 1,1 triệu nha. Mã số 1. Mã số 2 cũng là một cái combo. Một cái combo, combo này em cũng đang sale xuống luôn đây. Tình trạng là còn hộp nha. Hộp đầy đủ. Màu xanh. Một combo gồm một cái hộp đựng thuốc cổ. Cái này được sản xuất vào những năm 40, 50. Ôi sorry nè, những năm 50, 60. Được bọc da xin hãng, được làm bằng đồng mạ vàng. Rất đẹp nha. Nhưng mà anh em đựng thuốc thì anh em đựng thuốc ngày xưa thì thuốc không có đầu lọc. Còn anh em muốn đựng thuốc không có đầu lọc, có đầu lọc thì anh em cắt bỏ bớt một phần thuốc hoặc là bằng đầu lọc anh em để vô nha. Cái này đựng được khoảng 10 điếu, 9 điếu. Được bọc da zin hãng mạ vàng. Và cây cò mổ cũng được bọc da, đây là bộ của nó được mạ vàng, phôi pha lớp mạ vàng rồi. Longines. Longines không biết khắc chữ Longines, không phải thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Longines không. Cơ chế là xăng đá nha, bọc da zin hãng còn đẹp, có phôi pha lớp mạ vàng thôi. Cơ chế thì xăng đá nha, nhảy lửa nha. À, anh em bật anh em thấy rồi đó, bật là cháy mỗi cái luôn đó, thấy không? Rồi, cái này thì em sale xuống còn 600.000 nha. 600k. 600.000 cho bộ này. Tiếp theo cây này cũng đang sale xuống đây. Cái này là một cây mã vàng Valentino, hàng của Pháp. Nhưng mà em gửi thợ sửa đấy. À, họ làm không kỹ, họ có bị hở nắp nhưng mà hoạt động bình thường nha, kính ga. Valentino nha, của Pháp. Cơ chế hoạt động bình thường nha mấy anh em. Tăng chỉnh ga dưới này nha. Em không có chuẩn bị cái vít cho đó, em không tăng chỉnh ga được. Ga này cả này là anh em xài được rồi. Thì cái này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 300 ngàn thôi. Mã số 3. Tiếp theo mã số 4 là một cây đinh hiêu cổ. Cây này được sản xuất vào những năm 60. Vào những năm 60 nha. Lắc cây bạc. Tình trạng còn đẹp không cắn mớp nha. Nhưng mà có phôi phai các góc cạnh thôi. Tình trạng đẹp nha. Đời cổ thì nó lề nó ngoài, có phơi phai các góc cạnh nhẹ thôi, không cắn mớm nha. Nói chung là đẹp, đời này đời cổ như vậy là đẹp hoàn hảo rồi. Có phơi phai giá cộng này, phơi phai lớp lắc kê vàng. Đời cổ thì trên nắp này nó không có cái miếng dán chữ đinh hiêu này, khác hẳn với đời sau này. Ga thì gon ga thì em đã làm lại rồi, anh em yên tâm. Những cái này thì anh em sẽ bảo hành cho anh em 15 ngày để anh em sử dụng, tăng chỉnh bình thường. Bơm ga chỗ này, anh em hạn chế tăng chỉnh chỗ này nha. Anh em chỉ tăng chỉnh nút này thôi, nút hậu bên đây nè, nút chính này. Tăng chỉnh rất nhẹ nhàng, em tăng chỉnh này anh em thấy rồi đó, rất nhẹ nhàng thôi. Em đã căng chỉnh rồi. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 1 triệu, mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cây này em cũng đang sale xuống luôn để cho anh em lấy về đặng em lấy hàng mới đây. Thường ngày cái này em bán tới 2 triệu mấy, 2 triệu 2, 2 triệu 3 lần.
Thì hôm nay là một cây này là cây đung bông. Cây này đẹp nha, ngoài bắt sáng lắm, lắc kêu vàng. Cây này được sản xuất vào những năm 60, 70. Lắc kêu vàng nha, đẹp nha. Thì các góc cạnh đã qua sử dụng thì có phôi phai. Có phôi phai lớp lắc kêu vàng. Tổng thể thì có cấn dài điểm, đây, một điểm đây. Thì những cây kèo cổ thì qua sử dụng thì có phôi phai các góc cạnh thôi. Ở phía dưới lắc kêu vàng 20mm rong, có khắc loang quang. À, khi anh em mua đu bông thì em sẽ tặng kèm theo cái đầu bơm cho anh em nha, để anh em dễ sử dụng. Đây, bên trong chỗ này là chỗ nút để anh em bơm ga. Đu bông một lai thường thường không có âm, với lại anh em thường thường chơi đu bông một lai thì không sợ hàng giả đâu. À, rất là nhạy. Em đã căn chỉnh đây rồi, anh em về mua về sử dụng thôi. Wow, nóng đó. Rồi cây này thì Zalo với anh em là thường ngày em bán 2.2 cho 2.3, hôm nay là em giảm xuống còn 2 triệu nha. 2 triệu cho mã số 5 nha. Mã số 5. Nói chung hàng thì về cũng được 1 tháng 2 tháng rồi thì giảm giá xuống để cho anh em lấy, để em về hàng mới thôi. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cây này có thể là anh em sẽ chốt nhanh này. Tại vì cây này hôm bữa em có nhớ có anh nào ảnh mua mà em không có nhớ số điện thoại, em không điện lại được. Mới đầu có khách đã chốt rồi, có một anh khách ở Hà Nội chốt rồi, nhưng mà có một cái ảnh đổi qua cây phơm to, lấy cây phơm to anh đổi qua cây này thì em không chốt được cho cái anh khách đó. Thì hôm nay em sẽ đăng lại. Cái này còn sổ sách nha, còn cái hộp nha, sổ sách. Cây này được sản xuất vào những năm 70, chính xác của nó năm trong giấy nó để năm 1974 á. Lắc kê vàng hồng, vàng hồng là vàng hiếm, cây này hiếm nha mấy anh em, đẹp, tình trạng còn đẹp nha. Kê vàng hồng 20mm rong, còn đẹp nha. Đây, đẹp 98-99%. Rồi cái này thì giao lưu lại với anh em là 2 triệu nha, 2 triệu. Mã số 6. Chắc có lẽ là cái anh mà điện cho em á, ảnh thấy cái bài này anh sẽ chốt cái này thôi. Cái này phơm nhỏ nha. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cái này thì anh em cũng biết rồi. Ok, còn mẫu của Nhật được sản xuất vào những năm 50. Được dán hai ốp, ốp hai bên được ốp bằng miếng mica. Bên đây có đính những viên xoàn. Thì những cây cổ thì qua quá trình lâu năm thì có bong chóc lớp mạc chrome, nó thân nó là bằng đồng rồi. Cái này thì thường ngày em bán cũng 700 á. 650 đến 700. Nhảy lửa nha. Em châm ít xăng á, do đó anh em thấy nó cháy nó hơi yếu á. Cái này thì em giảm xuống còn 550 luôn. Phơm này phơm khá độc nha mấy anh em, phơm này hiếm đấy, có chỗ cho móc khóa. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là chỉ có 550 thôi, đi hàng nhanh để nhập hàng mới thôi, không có gì hết. Rồi tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cây Golden Banjo, một cây được làm bằng đồng. Tình trạng là một cây này là một cây mới, chưa qua sử dụng, khắc qua văn ven, rất đẹp, chuyển nổi nha, chuyển nổi đẹp nha, được làm bằng đồng. Cái này thì được sản xuất vào những năm 50, bản tái bản của năm 1918 nha. Chỗ này là chỗ vô xăng. Cái này còn đẹp, bánh xe thì cực kỳ nhạy. À, em có châm xăng thử cho anh em nhạy nha. À, bách phát bách trúng, đồng thì anh em về chịu khó đánh lên nó sáng thôi, không gì bằng đồng mà. Chỗ này là chỗ vô đá. Rồi cái này thì giao lưu với anh em mỗi lần là clip trước là em đăng là 1.6 triệu, thì hôm nay em fix xuống còn 1.5 triệu nha. Rồi 1.5 triệu cho mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cây cối lính, được sản xuất vào những năm 50. Hàng này hàng của Nhật, được làm bằng đồng. Chỗ này có chỗ anh em che móc khóa đây, được làm bằng đồng hoàn toàn nha. Chỗ này là chỗ anh em vô đá nha. Cơ chế là chịch đá, em đã kéo xuống nó chịch viên đá, viên đá nó chưa chạy lên, không có viên có viên đá mà, sorry anh em nha, để em chỉnh lại. Viên đá này nó hơi to, phải lấy viên đá nhỏ một tí xíu, để viên đá giúp bô thì nó dễ dàng rồi. Nó nảy lên rồi đó, này bật rất là bén nha, bánh xe cực kỳ bén luôn. Anh em rút xuống về anh em quẹt nha, độc lạ. Cái này thì em cũng đang sell xuống còn 1 triệu nha, thường ngày thì em bán 1.1 triệu đến 1.2 triệu, thì hôm nay sell xuống còn 1 triệu nha, 1 triệu đồng cho mã số 9.
Thì bài học hột quẹt độc lạ thì cũng có là một cây Zippo. Thì hàng Zippo thì cái này, cái vỏ này em để ẩu quá nó bị tét nhẹ này, không đáng kể đâu, hộp zin nha. Cây này nó bán 7.000 yên này, xuất cây này xuất Nhật, có giá Nhật 7.000 yên cái thời điểm năm 1900, để coi cây này là còn hộp nha. Cây này em cũng đang phía xuống luôn. Cây này được sản xuất năm 1996 mà được bán 7.000 yên là anh em biết rồi, 1 triệu mấy. Bên đây có khắc hoa văn này, cây này khá hiếm nha. Em về được 2 cây nhưng mà một bán 1 cây rồi. Cây này tình trạng là còn đẹp đây, như một cây mới thôi, nó là một cây mới chưa thông đá nha, nó là một cây mới bật gọc vô cái nó xước thôi, xước nhẹ bùn đốt. Rồi vỏ gỗ trùng 96 12 La Mã. 96 là bắt đầu chuẩn bị chuyển ra đổ chì, hoặc là còn một số cây thì là còn đổ chì, một cái số cây dán keo. 96 95 thì em quên rồi, tự nhiên quên. Rồi bật cho anh em nghe âm luôn, âm cũng khá ok. Được sơn hai mặt. Cái này đẹp. Cái này thì giao lưu với anh em giá fit luôn. Còn là 750. Cái này thường em bán ít gì phải 850. Bạn đọc 750 nha. Ok. Có cái hộp luôn, anh em về làm quà biếu tặng cũng khá ok. Còn cái hộp. Rồi hôm nay em chỉ lên 10 cây thôi. À, cũng còn vài hàng mới, vài hôm nữa mới có hàng mới về nữa nha. Rồi chào anh em. À, anh em nhớ là hãy cho em biết số bài và mã số máy khi anh em chốt hàng nha. Rồi số điện thoại của em cũng là Zalo của em để phía dưới màn hình nha. Phần trên thì em ghim giá thôi. Rồi chào anh em nha, 5 giờ rồi. Bye bye, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau.